Sữa tắm Medini Thảo dược Ấn Độ. Mỹ phẩm Ấn Độ nâng niu vẻ đẹp của bạn bằng những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên đến từ đất nước của phương pháp làm đẹp Aveda. Sản phẩm không chứa paraben, SLS, SLES, chất hoạt động bề mặt tạo bọt, cồn, triclosan, sút. Sản phẩm mang nhiều loại thảo dược với công thức đúc kết từ nền y học 5.000 tuổi Aveda của Ấn Độ. Khi sử dụng nên để trên da 5 đến 10 phút để dưỡng chất thẩm thấu hết vào da, sau đó mới tắm sạch với nước. Điều này không làm được ở các sữa tắm khác vì chứa SLS, SLES vì gây khô hoặc kích ứng da. Sản phẩm có tác dụng với mụn cơ thể, lưng, ngực, tay chân, viêm nang lông, viêm da, mẩn ngứa, trùm sảy. Tùy loại sản phẩm sẽ có thêm các công dụng bổ sung khác nhau như làm sáng da, giảm thâm, kháng khuẩn, trẻ hóa da. Các sản phẩm sữa tắm đều dưỡng ẩm tốt cho da, nên kết hợp các loại sữa tắm Medini khác nhau để có hiệu quả dưỡng da toàn diện. Sản phẩm có thể sử dụng cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai hoặc cho con bú. Hương thơm trong sản phẩm mang mùi thảo dược từ tinh dầu, không phải hương nước hoa. Sữa tắm Medini có 5 loại hương thơm. Một sữa tắm Medini tinh dầu 18 loại thảo dược trị mụn, không chỉ cung cấp dưỡng chất cho mỗi lần tắm mà còn giúp cải thiện và ngăn ngừa nhiều vấn đề về da theo cách an toàn nhất như người nhiễm trùng da. Những vấn đề về da như mụn đầu đen, mụn nhọt, viêm da, rùm sảy, kiểm soát mùi cơ thể, tẩy sạch an toàn, hiệu quả cho da và tóc, giúp tinh thần thêm sảng khoái. Sữa tắm Medini tinh dầu có hương bài, thành phần có hương bài Vetiveria Giganiaje, có hương bài được trồng chủ yếu để chưng cất tinh dầu thơm từ rễ và để làm nên các loại nước hoa cao cấp. Bán tràng Hemige Muinjiku chống viêm da, làm trẻ hóa da. Trong Aveda, bán tràng còn được sử dụng như một vị thuốc giúp thanh lọc máu. Xích hoa Salumbago Indica là một loại thảo mộc được sử dụng trong Aveda như một vị thuốc chữa bệnh ngoài da, mụn nhọt kẽ lở, làm giảm hiện tượng sưng, viêm, gừng dại, Vibergerumbet, gừng dại hay còn gọi là gừng gió, ngải xanh, ngải mặt trời. Uống sữa tắm Medini tinh dầu đàn hương dầu Elagi. Thành phần: đàn hương có công dụng làm sáng da, mờ thâm hiệu quả. Ngoài ra đàn hương cũng vô cùng hữu hiệu trong việc loại bỏ các tế bào chết. Làm mềm da, dầu Elagi là một hỗn hợp dầu truyền thống trong y học Aveda, được ứng dụng để cải thiện các vấn đề về tóc, da đầu và các bệnh ngoài da như mụn nhọt, viêm da dị ứng, nhiễm trùng dung tròn, nổi mề đay. 4. Sữa tắm Medini tinh dầu nghệ dầu argan. Thành phần: sữa tắm Medini nghệ dầu argan còn giúp làm sạch da hiệu quả, cung cấp độ ẩm kịp thời và tạo sự thư giãn cho làn da mệt mỏi và hoàn toàn không làm khô da. Bởi sản phẩm hoàn toàn không chứa SLS, chất tạo bọt công nghiệp có thể gây khô và kích ứng da, cũng như SLES, paraben, sút, cồn. Thành phần chính: nghệ dầu argan, glycerin thực vật, dầu cato. 5. Sữa tắm Medini dầu magie nghệ tây. Thành phần: dầu là một loại dầu nổi tiếng trong Aveda, được sử dụng như một loại dầu massage, bao gồm các thành phần: dầu nhụy hoa nghệ tây, nhựa cánh kiến, khai lát, cây bơ Ấn Độ, cam thảo, vừng, cỏ hương bài, hoa sen, giúp cung cấp các lợi ích cho da nhờ vào các đặc tính y học, giảm đau, làm ấm, chống nắng tự nhiên, chống oxy hóa, diệt khuẩn, kháng viêm, chống nhuyễn nhẹ, làm mờ các ảnh hưởng do sẹo, đốm đen, nám, chữa lành tổn thương. Để mua hàng chính hãng, mời bạn bấm vào link màu xanh để dưới phần bình luận để lại họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lựa chọn sản phẩm phù hợp và ấn nút đặt hàng, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn xác nhận trước khi giao hàng cho quý khách. Xin cảm ơn.